Hello, xin chào các anh, các chị và các bạn đã xem kênh YouTube Hùng Ngốc Vlog nha. Hôm nay mình cũng lùm ít món để ăn Tết nha các bạn. Đón mừng năm 2020 nha các bạn. Để mình quay những cái món mình lùm này. Anh mấy chị là đón chắc thịt nha. Để mình quay cho các bạn xem nha. Mình lùm thì cũng rất là đơn giản nha các bạn. Đây là thịt heo mình xét ra để ướp nước nha các bạn. Còn quán nôm là có món là mì quán nha các bạn. Mình lùm gà để lùm mì quán nha các bạn. Còn đây là bê nâu để mình xồ lá lốc. Và đặc biệt nhất là món phèo lợn nước nha các bạn. Để tập mình ướp rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cho vậy mình đó các bạn. Đây, khách mình ra tới rồi nha các bạn. Ô, đã. Hello, chào các bạn nha. Để cố gắng like và đi cho anh Hồng Ngốc đó. Bếp mình đây các bạn. Hello, chào các bạn nha. Có một cái lưu. Chào các bạn nha. Hôm nay là nhà Hồng Ngốc Vlog. Anh mình là tổ chức một bữa tay tay nha. Tay tay nha các bạn. Để cho các bạn biết nha. Nướng đây là món thịt nướng của anh mình nha. Mình tới phụ họa sơ sơ thôi sao. Nếu như các bạn xem mà ngó thử lùm mấy cái ngon hấp dẫn các chị, các bạn chia sẻ vô vô giùm nha. Chia sẻ giùm được cho mình ướp luôn con heo đây nghe chị. Rồi. Ướp luôn món heo đây. Đây là món món heo. Món heo ha. Còn đây là một món đây là gà nhưng mình ướp rồi nhưng mì gà quảng mì gà của xứ Quảng đó nghe. Còn đây là bê nâu sủi lá lốc. Đây là món bê nâu sủi lá lốc nha các bạn. Cho các bạn nói nha. Các bạn xem và qua kênh của Hồng Ngốc Vlog nha. Đây nó đã ăn tết tay mà ngon cũng hấp dẫn hả, rất là ngon. Quả đá này đây là bây giờ là mình sẽ lồn nhân mì nhỏ bọn rồi nhỏ bọn ướp rồi chín rồi nhỏ bọn ướp rồi quọn rồi. Giờ là đoan nướng thịt nhau bạn, nướng thịt nướng rồi. Do trời mưa quá nhau bạn. Ừ.
lần với một lần là cho mấy con này. Nó lóc vô là bác xúc. Bỏ nó lóc xúc vô. Ăn hết rồi nguội rồi. Bỏ. Rồi. Rau bỏ rau dĩa luôn. Đây ra được rồi. Không cần. Không tốt chuẩn bị là sang đây nhau bọn. À. À, xồ thịt nướng. Lồn để về ăn Tết dương lịch nhau bọn. Đây ngon 120 à. Đây không ạ. Những cái món phèo nướng nè. Phèo là giờ bắt đầu nướng nha. Con bia đi, tầm ít. Cống là vô. Cống hơi chục rồi. Đó đào đào không biết. Đó này nè, đó đây nó kìa. Không đó chừng ra luôn. Dự đám ấy rồi. Đi đạo rồi. Mình ăn về đâu. Mình ăn về mới lên chừng. Mời mời các bạn và má anh chị ăn Tết dương lịch cùng mình nha. Đây, bên nông sò đỏ lóc. Mời nướng nhau bạn. Còn này nướng à. Đây đi anh. Mời tới. Mời cá. Mời bọn nha. Rất quá. Chúc mừng năm mới nha. Bấy ra ngồi lấy con. Bấy. Ra ngồi vô ăn luôn. À. Ngon quá nha bà. Đúng đúng ngon ạ. Ngon thiệt vời á. Đâu. Đổ. Đây hốc đào bỏ ra anh. Để cái dĩa được rồi. Ăn cái dĩa bên này. Mò. Chip bơ địa vậy. Rất là ngon chứ bà. Alo. Ngon quá. Mấy công cháu anh chị em là về để đông đủ để đón mừng năm mới nha bọn. À, mình lồm clip đến đây là kết thúc nha bọn. À, các bạn có xem nhớ like kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho Hùng nha. À, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn năm mới vui vui sức khỏe và an khang thịnh vượng. Có bên đi về rồi. Anh chào các bạn.